Về nhà ăn Tết. Khôi đi đâu đây? Ngồi đây. Về nhà chân đất thì có ấy. Đi đâu? Về quê ăn Tết. Về quê ăn Tết thì anh mang cái gì cho mẹ? Đã mua được quà cho mẹ chưa? Không biếu được mẹ cái iPhone thì phải biếu mẹ cái SH chứ. Có iPhone đây. SH đâu? Năm vừa rồi Covid, đào đâu tiền mà mua quà. Ai mà anh không có. Em sẽ chỉ cho anh một cách nhá, không cần làm gì vẫn có quà về biếu mẹ. Thế là đi trái với cô thầy Huấn à? Cái loại không làm mà đòi quà ăn. Anh em là một người yêu công nghệ nhưng mà chưa mua được quà Tết cho ba mẹ. Thế thì tại sao mà không tham gia ngay Record by Vật Vờ Studio? Vào ngay vatvastudio.vn/record2021 bình chọn cho sản phẩm công nghệ xuất sắc nhất năm. Khi tham gia, anh em sẽ có cơ hội trúng thưởng vô vàn phần quà, tổng giá trị giải thưởng dưới 1 tỷ đồng, cụ thể là lên đến hàng chục triệu đồng và hàng tỷ đồng win. Ngoài ra, anh em cũng có thể tham gia ngay vào mục mini game của chúng mình để trả lời những câu hỏi hóc búa về công nghệ, thể hiện mình đẳng cấp như thế nào, có đủ trình độ chuyên môn hay không và giành về những phần quà. Thời gian diễn ra mini game từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 18 tháng 1 năm 2022. Và cuối cùng, Vật Vờ Studio xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến nhà tài trợ vàng TCS, nhà tài trợ bạc thương hiệu Olimaika và Cellphone S. Cùng với đó là sự đồng hành của rất nhiều những nhà tài trợ khác đang được hiện trên banner. Nhớ tham gia đi nhá, nhiều quà lắm.